Thôi cho giàu đã, có cá. Nói tuổi là hai mẹ này là khổ nghĩa là nó gần xong đây rồi. Đây, còn cái thôi không đấy. Giỡn nó đen quá. Giỡn nó sao không? Tiếp cái chai dầu hướng dương của bác em. Quê anh quê này, tất cả ngon lắm. Ngon ạ. Bà. Ông chào bà. Bà cứ không thì không vừa lòng bà. Bà hãy để ông hoàng bà. Bà cứ đi nó, không vừa lòng bà. Bà không phải là vì nó thấy nó vất vả của bà. Em nó đâu. Thank you.